So ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ bắn AK cũ hồ anh em ơi. Đúng ra là phải bắn từ ngày hôm qua cơ. Ngày hôm qua có vào làm clip nhưng mà bỏ bắn kiểu quá anh em ạ. Đó không ăn gì. Rồi hôm nay phát hẳn phiên bản AK47 cũ hồ, phiên bản tí hon luôn. Rồi xa. Chơi, phải chơi phiên bản này đấy mới khắm chứ. Rồi. Ui rồi ui, chưa là bắn mẹ gì nó nhắm cái bom nửa đời thì yêu mẹ rồi. Hay quá nhỉ, hay quá nhỉ. Lại thằng AVKM Hạ Uyên nó đổi sang đột vô bắn kinh quang. Được đấy. Không có thằng yếu rồi nha. Chơi đi, chơi fan. Từ nha, 3 viết 2, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Có thằng chết. Rồi, đâu nữa. Có thằng nữa mà. Còn trong mặt này. À, bắn gì? Mày bắn cái khẩu gì đây? Bắn MK anh em ạ. MK47. À đâu, cái khẩu quy cái đó gì ấy, 191 chứ đúng không? Đúng, 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 đúng. Nhầm anh em. Khẩu súng danh mùa này anh em ơi. Nhầm. Ai da. Mấy ta với cấp mò nó bắn được nhây. Khá đấy. Rồi, phải tiếp tục vào đẩy B cho quả ấy, chạy đến cái dốc B là hơi lỗ nha. Mẹ nó ném cho quả bom đúng rồi. Ôi ôi luôn, yếu luôn ạ. Chứ không quả không yếu thì khả năng là phải nhảy ra bú ngay hai thằng hồi sinh em ạ. Yếu quá không dám làm điều. Yếu quá không dám làm điều. Rồi là AB hồi sinh là cái chắc rồi. Ui rồi ôi, mẹ nó bắn gớm không. Tắc thái sử từ. Thái sử từ. Thái sử từ chúng tôi. Thái sử từ chúng tôi. Từ phe đây. Ôi trời ơi, nó snip mà. Ê, đồng đội này báo hại rồi. Mình nâng cấp C4 nha. Cứ từ từ bình tĩnh, còn hơn 1 phút nữa cơ. Mẹ thằng tắc này khôn lắm anh ạ, khôn quắt người. Bỏ chơi rồi, chứ giờ tầm này C4 đéo nữa. Nào, chơi đi. Mong nó đừng nhìn thấy mình anh em ạ. Đó, nó lộ phốt ra phát mình nhảy ra mình chơi luôn. Để hồi sinh này. Chơi đi. Trời, ui. Ngu quá, quả đi chậm làm gì nhỉ. Nó kê sẵn rồi. Mẹ làm 4 luôn kìa. Được nhảy. Khá đấy. Bên đó thằng Sleep được đấy, chất lượng đấy nhờ. Bên mình có thằng AVK mà Hào Nguyên, thằng đấy bắn hơn. Được của nó nhờ, được của nó. Rồi. Đẩy nó bề tiếc sợ đéo gì nha. Liêu tiến nhiều rồi, giúp đây tí đợi nó ném bom hết đi anh em ơi. Mặt vỡ mồm ấy. Rồi thằng tắc cút rồi, sai thì phải anh em ơi. Thằng tắc cút rồi, AB hồi sinh này. Ai da. Tôi bay làm hai quá rồi, chưa 34 tôi đi. Ui ôi mày là bắn lục tôi mày yêu vẫn đầu luôn kìa. What the fuck, áo chó vậy. 3v2 này luôn. Ai da, đây là sấy ghê quá nhỉ. Được đấy, vào phăng bỏ mẹ đi. Lại còn thanh niên này còn làm gì ở cầu đây, mày về bêu tao cái khổ. Bom rơi bia mà có lại quanh cầu làm đéo gì, không hiểu cái gì ạ. Bên A kìa. Này có vẻ là thằng bắn cót không ta? Đúng rồi, là có bom đi là chắc chắn nó phải về thôi. Này vẫn một trận trộn què, cái 631 cơ. Chết rồi, trận này cháu lấy A của nó hơi khó anh em ạ. Cố thôi, biết sao giờ. Cái quán vàng này là cũng là VIP anh em ạ. Rồi rồi, hồi sinh chắc luôn. Rồi chết đấy. Ui, ăn con lửa. Ui. Mày nhá, mày thằng AK Inferno nó vừa gôn để ra nó bắn cho nhá, không là vỡ mồm nó cho xồm. Anh ăn quả lửa. Đang dãy anh em ạ. Anh quanh quả đấy mà thằng kia bắn chết là khả năng là thằng này dính lửa nó cút luôn như con con đâm rể. Rồi hai hiệp được có 2 kill, nghe có vẻ hơi lâm giom nhỉ. Cầm mấy khẩu kiểu như này cũng không dám đẩy anh em ơi. Không dám đẩy. Cậu này nó hơi phèn, cậu này chỉ có là móc lốp ấy. Solo 1-1 thôi, chỉ còn 2-1 là cút rồi. Mày đang tắt lại bắt người kìa, what the fuck. Kinh vậy. Từ từ anh ơi. Cái bà Red cứ bắn phẳng phẳng, sợ quá. Nó thò mặt ra anh ạ. Cái map này đúng ra là phải có cái khẩu AK-7 Bonbit Noble Gold nữa thì đục nó sẽ ok hơn. Map này là cứ phải ưu tiên cấm khẩu đấy hàng đầu anh ạ. Map này nhiều thùng, mẹ nó sấy cho ngu người ngay ấy. Có đục thùng không giảm đam mà.
Đầu một viên thôi, xuyên thủng cút. Rồi. Đó. Ngon luôn. Kê à, không thấy gì này, đang bọn kia đang bắn nhau bên hồi sinh thì phải. Từ nha. Góc này phải nhảy chéo chéo rồi đấy. Có kia, có kia, có kia, có kia. Đâu rồi? Đâu rồi? Chạy con mẹ hẻ ma rồi. Chạy con mẹ hẻ ma rồi. Xia này. Ui xui, bắt bài ngay. Bắt bài ngay, bắt bài ngay. Thế mà nó cũng đấm được thằng hẻ ma. Đúng là khắm khắm. Làm của flash này. Rô luôn phe đợi. Rô luôn phe đợi một thằng. Nào. Hai thằng. Rồi làm sao? Một phe hai. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Mình cầm C4 đi rồi. À thằng. Thằng yếu, ui thằng này yếu lắm luôn rồi ạ. Đéo được rồi. Nghe là thằng yếu lắm luôn. Ngồi solo với nó. Đéo được rồi. Ui trời ơi. Đéo được thật đấy các bạn. Thằng ba rồi. Thằng yếu lợi, thằng kia yếu lắm luôn mà. Mà nó vướng cái vào tường. Nếu vẫn được anh em ạ. Cày thế cho lại. Bốn hiệp rồi phe. Không sao hết. Bốn hiệp 5 kill ạ. Nghe nè. Hơi cày nhỉ. Cái map này bắn hơi cày nhỉ. Thì ra bắn mấy cái map mà hẹp hẹp loại thế các bạn, bắn mấy map rộng rộng như này bắn hơi khoai, nhất là bắn mấy khẩu này nữa thì ôi rồi luôn đấy các bạn. Bố kia còn bắn MG, cái khẩu MG Sadip thụt lòng à, đúng rồi, để cho nó lên thôi chứ giờ đã đeo có kill rồi còn đẩy nữa thì vỡ mồm ngay các bạn, cút ngay đấy. Rồi cầu có này. Điều, điều, điều. Một viên. Ủa nó bắn lệnh gian quá nhỉ. Rồi đi nhá. Đi nhé. Hình như nước còn đấy, hình như nước còn đấy phải không? Đấy đúng rồi. Ui dồi ôi đi nhé. Rồi quả tay ấy, thằng ấy không bị giấy chết thì ăn của họ đi đâu. Bà Việt 1. Bà Việt 1 mà không win. Ê, thôi chứ gần anh đấm gì. Rồi. Hèm ai, hèm ai, hèm ai, hèm ai, hèm ai. À hèm B, quên. Hèm B, hèm B. Nó nhau này. Để tao. Rồi, ôi thằng kia nó ta đơm luôn. Hay quá vậy. Còn sniper thụt nòng cơ khí các bạn. Còn mấy cái dòng người thụt nòng bắn khẩm lắm. Mình không nhớ rõ nó tên là GM6 cái đéo gì, GM6 thì phải. Rồi. Không sao hết, giờ vừa rồi cũng la liếm được tí nha bạn. Kiếm được cái bạc rồi. Cố gắng kiếm cái vàng nữa là ngon. Rồi ôi hai thằng hiểm ma chết cả đôi luôn. Cái gì mà lẹ dở. Cái gì mà các huynh đài chết sớm vậy. Rồi ném sấm mốc này nữa thì đánh đấm về. Rồi đây ngồi đây táp đi. Táp đều sao có thằng chết. Trúng luôn, trúng trúng 30. Ui bắn táp. Trúng được một viên ạ. Ừ, thằng này núp đây thì cút rồi. Quả tính ra giúp ở trong cái chỗ toa xe lửa kia có vẻ là hợp lý hơn anh em ạ. Còn bắn xa nó cứ làm sao. Nên là giống mấy cái dòng búp bê là lại càng khó bắn. Nếu bắn AK47 thường thì nó còn đỡ. Rồi đổi tâm ngay. Đổi sang cái tập chấm này thì bắn nó dễ này. Tiêm cộng kia nhiều khi là bắn nó hơi vượt. Ôi trời ơi cái đéo gì mà đã chết rồi. Ôi nước này. Đi nhé. 2v4. Thằng B đúp sâu sâu nha, đừng để chết nha, cố gắng bắt một vài thằng nha. Đấy, như quả lúc nãy đứng đây là đẹp này. Đứng cái solo là đẹp luôn này. B hả, ta kia ping B kìa. Cố thủ đi can ơi, tao phải thủ A chứ. Tao biết là mày khó khăn nhưng mà từ từ bình tĩnh đợi tao về. Rồi, ô chết con mẹ luôn, 1-3. Trong sai này. Chơi đi, đâu, đi đâu. Xúc. Thả yếu rồi. Liếm ngay vào luôn. Sai B rồi. Nào chơi đi. Bỏ ra. 34. Thôi từ bình tĩnh ta thay lại lại. Chơi đi. Lên bảng. Có con thằng cuối nữa. À chẳng B nốt kéo gì. Chắc phải cũng B nốt chứ gì. Rồi. Không chưa thấy vào đặt bom, từ từ bình tĩnh. Cẩn thận đám mọc A anh em ạ. Nó mọc A là vỡ mồm. Không thấy đâu. Chưa thấy gì. Nào, mày ngon mày mọc A đi. Đấy, chuyển cái tâm cộng này, tâm chấm này bắn khác ngay. Đi
Rồi check đi. Check xe B xem nó có rút thùng nó đặt bom không. Đâu rồi. Đấy. Ui đi nhé. Wow. Láo nháo chúng tôi. Ngon ngay anh em. Ây vàng chóe ngay. Ui giời ui. Lật keo lật keo. Nó phải thế nha bạn. Bên kia có thằng bắn mẹ khẩu tắc thái sử từ kia bạn bắn kinh phết. Rồi làm một sấm mốc đây này. Đó. Cứ phải che mắt với thằng sniper lại nhỏ. Rồi làm gì cũng làm. Đó, thẩm du đợi chúng lên thôi. Ôi gì. Ô có thằng đầy láo kìa. Bên mình có thằng đầy láo, thằng số 5 đầy láo kìa. Ây sao. Ây sao. 52 luôn ạ. À. Ôi từ từ fan ơi. Từ từ bình tĩnh tự tin. Không cay cú. Mẹ nó móc qua tận nhà là kia rồi ạ. 94. Ui thằng cái 97. Mẹ thằng này đúng là kiểu liều nhiều. Không còn gì để mất à. Đây là cứt. Ui ôi tôi chết rồi. Tôi... Ôi ôi nó clear anh em ạ. Phải thật. Ôi trời. Nhập cuối thằng khốn nạn này nó đúng kiểu không còn gì để mất, nó đẩy luôn anh em ạ. Mẹ có liên 5 luôn, giật A của mình luôn, kinh chứ. Mẹ bắn quả 11 kill tưởng đâu mẹ chắc chắn là cầm A rồi, cuối cùng mẹ nó. Ơ được nhầy. Được của nó anh em ạ. Nó từ bao nhiêu nhỉ? 77 hay à? 77 hay 87 nó vật lên 127 ạ. Mẹ được của nó.